Welcome to Danny Classroom. Xong chúng điệp xuống nhà sách sách tặng ốc nha, xong sẽ phá công mà căn nhà tí sách sách viết trịa sạp. Thằng ngày này, nhưng chúng nâng chạy đồng lấy nâng viết trịa sạp mùi chùm nốn đã tệ tôn tầng nâng tùm nét tùm nôn. Chỉ bây xa ông lấy cứ relationship. Bây giờ nâng xâm nông bà dục tặng ốc cứ mẹ thạp bà dọc nha, xâm rạp nhà sách sách đã trình bà lòng IELTS rồi có tùm rung bên dân hà thạ International English Language Testing System. Tại ní, cứ xâm rạp nhà sách sách đã đạ hà rụp có tới bò rạ tì. Ở lần này dân chấp đám sạc xa bịa nâng xâm nông bà dục. Bịa tìm mối cứ bịa thà. To break up, it means to end a romantic relationship. Chỉ bị sạc máy mình này thật mình chọc tùm nhạc tùm nông xa hà. For example, my girlfriend had broke up with me. Mật xảy được một nhóm bàn bạch bạc chứ mối trong hài. Bịa bình tốt cứ bịa thà to drift apart. It means to become less close to someone. Chỉ bởi sạc máy mình này thá khai chế mình sẽ chất nứt nâng đồn nào mà nè. For example, if you don't spend regular quality time together, you will drift apart. Bởi sân bà nè, mình chùm nái bê bì lý bà gọp đại con nụp hiếp, chú mùi khní tế, nè nâng lên chất nứt khní hài. Drift apart. Khai chế mình sẽ chất nứt nâng đồn nào mà nè. Bịa bằng tốt cứ bị thà to enjoy someone's company. It means to like spending time with someone. Chỉ bởi sạc máy mình này thà cho chất chùm nái bê bì lý chú mùi nhau nào mà nè. Đôi chìa, nếu bây đài dương miễn đại cụ mà nè, mình thà mật bỏ rưu mật sợi nhu tế, đài dương cho chất nì dê, dương cho chất chùm nái bê bì lý nơi chú mùi rưu có thơ vầy vầy chú mùi khí nô. Anh đang hát đi dương khám chìa bởi sạc ông lê thà to enjoy someone's company. For example, we have enjoyed each other's company for 2 weeks, but now we drift apart. Dương bán chùm nái bê bì lý chú mùi khí nếp bí sạp đà, bần tài lỡ, dương lén chất nít khí hào. To enjoy someone's company, chú chất chùm nái bê bì lý chú mùi nhau nà mà nè. Bị bần tốt cứ biết tha to fall for. It means to fall in love. Chỉ bởi sạc máy mình này thá thẻ khăn ông lông sài rứ lông sài. For example, she is not going to fall for him, though he is gentle and clever. Nhiếng nâng mình thẻ khăn ông lông sài rồi bỏ quạt tê, tụ bày chỉ quạt, slot nâng bụi cái quạt đào. To fall for, thẻ khăn ông lông sài. Bị bình tốt cứ biết tha, to fall head over heels in love. It means to start to love someone a lot. Chỉ bởi sạc máy mình này thá chập đám sở lãnh nô nà mà nè. For example, he fell over heels in love with his colleague and they have decided to get married soon. Quát bàn lông chất nâng mật rùm càng nghĩa được bỏ quát, hai bộ kế bàn xâm rạch chất riếp ca chấp chấp nì. To fall head over heels in love, chập đám sở lãnh nô nà mà nè. Bị bình tốt cứ biết tha to fall out with. It means to have a disagreement and stop being friends. Mình này thá, miễn cả khoảng cùng nhật khní hay chốc với chữ mật, rứ chạy play khní. For example, we have fallen out with each other for more than a month. Dưỡng bàn chạy play khní ở rồi dạ bế chứ mùi khai hài. To fall out with. Miễn cả khoảng cùng nhật khní hay chốc với chữ mật, rứ chạy play khní. Bịa bằng tốt cứ biết tha to get on like a house on fire. It means to like someone's company very much indeed. Chỉ bởi sạc máy mình này thá, trở chỉ muốn nhau nà mà nẹ khẳng. Chân ní khi chỉ cao bếp thiếp dựng đăng hát bất tế, nơi bê đã bị chạy lớn với sân thô sân thơ khẳng nà. Cứ mình mình ở vầy tục này cũng lăng này ca chạy nông bàn tì. Chân nực nông tùm nẹ tùm nông bà xin chìa somebody get on like a house on fire. Mình này thao vì sất rùm mốt vì trời khní. Khmá dương người ta trời khní khlắng, trời chương khní á nâng á. Nâng ai cứ get on like a house on fire. For example, we get on like a house on fire since the first day we talk. Dương trời khní tăng bị ngay đầm bốn đại dương cho chạy khní. Mình này thà tăng bị bê đà dây cái này tổ bố máu đi thà vây ở vây cầu vì chô cái này, chô chất cả đôi cái này, trời sạch cái rương cái này, chô chất như vậy đi cái này chân tận chân. Get on like a house on fire. Cứ trời, chứ mùi như nào mà nè, khẳng. Bị bằng tốt cứ biết thà to get on well with.
It means to understand someone and enjoy similar interests. Mình nói thả dối bình đồn nàm nè, nâng rịch rí nâng chùm nâng chùm nâu chất đôi khí nìa. Rứ, trời khí nìa. For example, they get on well with my boss. Bộ kế trời khí nìa chùm mùi chà vai đồ bọc chùm nà. Bị bản tố áp cứ bị thả to get to know. It means to begin to know someone. Mình nói chìa bà sạc máy chạp đám sqo nô nàm nè. For example, we get to know each other when we take a package holiday to Siem Reap. Dương chấp đàm score kia, nạp bị đề dương tên cần chấp tùa, tới lên Siem Reap. Chẳng, holiday package we already studied previous lesson. Cứ mì này thá, ngày bị smart cá, rồi có đồng nà cầm sáng, đại dương tên kế chưa cần chấp. Cứ mì tên cá thuộc đồng nà, cá sẵn nơi mà hộp ở hà, tên ốc đồng đón kể hà thá package holiday. Bị bằng tốt bước biết thả to go back years. It means to have known someone for a long time. Chỉ biết sạc máy mình này thả score lần nằm nhé, chỉ dù một hại. For example, he and I go back years, and this is our 15th friendship anniversary. Có ạ, nâng chống score khí dù hại, hai chân nằm ní cứ chỉ khúc mật phép lực tình đập rám rồi bao dường. To go back years. Score lần nằm nhé, chỉ dù một hại. Bị bằng tốt cứ biết thả to have a lot in common. It means to share similar interests. Mình này thả mình chẳng năng chùm nổ chất sở điên khí nìa. Nằm bên đàn đồn nà mình nè, mình ca chô chất tà lư rươm xinh khí nìa, ta mình chùm nổ đôi khí nìa, đôi chì nhạc lá cứ gọt chô chất nhằm hớt. Cứ mình nè tiết chô chất nhằm hớt đôi khí nìa. Mình nè tiết chô chất bộ tà xác, mình nè tiết chô chất bộ tà xác đôi khí nìa. Mình nè tiết chô chất, mình chỉ nè chô chất nì dê chán, chô chất sạp chán, mình nè tiết mình đôi khí nìa. À ca mình đôi khí nìa thì anh, để kì hạc thả, have a lot in common. For example, he and I have a lot in common because we like history and video editing. Quát nâng khiom, mình chùm nâng chùm nối chất sở điên khí trang bị bố dưỡng cho chất bộ phát sát nâng ca cắt tỏ video. To have a lot in common. Mình chùm nâng chùm nối chất sở điên khí. Bị bình tốt cứ biết thật to have ups and downs. It means to have good and bad times. Chỉ bị sạc máy, mình này thá, mình bèo vì lê lõ, nâng ạc rõ. Chân nâng nông tầm nè tầm nông với tay tầm miên bèo vì lê lõ, nâng bèo vì lê ạc rõ. Vì ta have ups and downs, nâng lại ní. Mình miên ta tầm nè tầm nông tế, nâng nông sẽ thả nập hiếp mùi chùm nôn, nâng miên ạc tầm nây bạp ní, cứ dừng ai bạp bạn đài. Bạn ta để sát ngay ní, dừng sạc xa bì tầm nè tầm nông, chân dừng dục phía mà bà nâng nông sẽ thả nập hiếp, đang dừng bì tầm nè tầm nông. For example, every relationship have its ups and downs. Rồi tầm nè tầm nông tầng ớt, sợ tầm miên, bèo vì lê lõ, nâng bèo vì lê ạc rõ. To have ups and downs, bèo vì lê lõ, nâng bèo vì lê ạc rõ. To break up, bình chấp tầm nè tầm nông sẽ nai hà. To drift apart, khai chí mình sẽ chất sạch nâng đồn nàm nè. To enjoy someone's company, cho chất chùm nai bèo vì lê chì mùi đồn nàm nè. To fall for, thì lạc nông ăn lông sẽ nai. To fall head over heels in love, chấp đám sẽ là lãnh nôn nàm nè. To fall out with, mình cả khoảng cùng nhật khí hay chụp thuê chì mật nâng khí, rứ chai phơi khí. To get on like a house on fire, trời chì mùi nôn nàm nè, khlăng. To get on wealth with, dối bình nôn nàm nè, nâng rịt rí nơi chùm nông chùm nô chất đôi khí, rứ trời khí. To get to know, chấp đám sqo nôn nàm nè. To go back years, score nôn nàm nè, chì dù mọc hời. To have a lot in common, mình chùm nâng chùm nô chất sở điên khí. To have ups and downs, mình bê vì lê lõ, nâng ạc rõ. Vocabulary time is ended. See you in the next lessons. Nhi tì sạc xa việc chạy xám mà mình chấm nếp bê nì, chụp khí nâng mê riêng bằng tuộp. Xùm ọ bà côn, nâng xùm ọ côn.